Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Trước ôm ao nợ nần, Trương Mỹ Nhân từng xúc động nhắc về mẹ. Khi biết mình bị bệnh, mẹ khóc nhiều lắm. Thời gian gần đây có lẽ cái tên Trương Mỹ Nhân được chú ý hơn cả khi chân dài bước ra từ The Face công khai việc mẹ ruột lô đề, cờ bạc khiến cô phải cố gắng trả nợ trong hơn 10 năm qua. Bên cạnh đó, người đẹp còn trải qua nhiều nỗi đau khiến ai nấy xót xa. Nữ người mẫu khiến công chúng hoang mang khi đăng tải bài viết tố mẹ ruột. Trương Mỹ Nhân cái tên không còn quá xa lạ với khán giả Việt, nhất là thời điểm gần đây. Tên hợp với người, Mỹ Nhân đoạt giải vàng siêu mẫu châu Á năm 2015 và cũng là thí sinh được quan tâm trong chương trình The Face Việt Nam, gương mặt thương hiệu. Cuối cùng người đẹp dừng chân ở vị trí Á quân trong đêm chung kết. Ngay tại vòng thi đầu tiên của chương trình The Face Việt Nam, người đẹp đã khiến ban giám khảo cũng như người xem hết sức cảm động, không khỏi chạnh lòng khi cô tiết lộ thông tin mình mắc phải hội chứng đa nang buồng trứng bẩm sinh. Những người mắc hội chứng này có tỷ lệ thụ thai rất thấp vì trứng không rụng đúng chu kỳ và có khả năng vô sinh. Gương mặt khả ái phúc hậu và hoàn cảnh của cô nàng khiến nhiều người thương cảm. Trương Mỹ Nhân chia sẻ, vì mắc căn bệnh gây hiếm muộn cao nên mình khao khát được làm mẹ trong tương lai. Nụ cười hạnh phúc nhất của mình là khi được vui đùa cùng đứa cháu nhỏ. Sau ánh đèn sân khấu của chương trình, thí sinh của đội Lan Khuê đã có thêm nhiều thời gian hơn để bộc bạch về nỗi niềm, người đẹp chia sẻ với truyền thông. Năm 17-18 tuổi, mình phát hiện bản thân có những biểu hiện không bình thường như kinh nguyệt không đều, thường xuyên ốm vật. Mình đến bệnh viện làm xét nghiệm thì được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng đa nang buồng trứng bẩm sinh. Những người mắc hội chứng này thường có khả năng thụ thai rất thấp vì trứng không rụng đúng chu kỳ dẫn đến vô sinh. Ngoài ra, nó còn là nguyên nhân gây ra một số bệnh khác cho người mắc như tiểu đường tiếp 2, cao huyết áp, bệnh tim và đột quỵ. Riêng mình từ năm học lớp 4, mình đã bị hở van tim hai lá. Theo như chia sẻ của Á quân The Face, nếu đến năm 25 tuổi mà chưa lấy chồng sinh con thì cô sẽ mất đi khả năng làm mẹ vì chứng bệnh này nó sẽ di căn đến khi hai buồng trứng đều mắc bệnh. Có ai có thể nhận ra một cô nàng sở hữu chiều cao khủng 1m78 và gương mặt xinh xắn, hiền hậu lại có một cuộc đời đầy khó khăn như vậy, Trương Mỹ Nhân kể thêm. Hồi đó mình cũng thấy bình thường vì tuổi nhỏ chưa nghĩ nhiều đến vấn đề có con hay được làm mẹ, nó có ý nghĩa như thế nào với bản thân mình. Với lại chỉ là khó thôi chứ không phải là không thể, nhưng nếu kết hôn và sinh con càng sớm thì cơ hội thụ thai sẽ cao hơn, tiếc là bây giờ mình vẫn chưa tìm được người để lập gia đình. Đôi lúc mình cũng lo sợ nó sẽ di căn và đến lúc tìm được người phù hợp với mình rồi, mình lại không thể sinh con. Khi biết mình bị bệnh, mẹ khóc nhiều lắm, tính mẹ là dễ xúc động nữa nên bà lại càng không thể ngăn nước mắt ngừng chảy. Mình thì lại không thích như vậy, dù có như thế nào thì gia đình vẫn là chỗ dựa cho mình mỗi lúc mệt mỏi. Mình cảm nhận được niềm vui hạnh phúc của những người mẹ khác khi được tự sinh nở, nuôi nấng và nhìn con cái lớn lên, trở thành những người giỏi giang ngoan ngoãn, đến nghĩ thôi mình cũng thấy vui rồi. Đối với cô, gia đình vẫn là một điểm tựa vững chắc. Trước những mất mát trong cuộc sống, người đẹp 1m78 vẫn luôn giữ được sự lạc quan, tinh thần vui vẻ, yêu đời, cống hiến hết mình cho nghệ thuật, Mỹ Nhân tâm sự. Mình nghĩ quan niệm này đúng với mình, trên đời này không có thứ gì tuyệt đối và hoàn hảo cả, vậy nên nếu mình đòi hỏi cuộc đời này nhiều quá, thì ông trời sẽ không cho mình thứ gì cả, kể cả những thứ đã cho, cũng sẽ lấy lại, cứ thấy đủ là đủ. Cô nàng vẫn luôn lạc quan sống hết mình. Mới đây, Trương Mỹ Nhân khiến công chúng bất ngờ khi đã công khai tố việc mẹ mình sa đà vào cờ bạc đời đớm, khiến cô phải chịu khổ gồng gánh hơn 10 năm qua để trả nợ. Tên vặn vào người, hồng nhan bạc phận, sau còng lưng là những từ khóa được cư dân mạng nhắc đến khi nói về cô nàng ở thời điểm hiện tại. Cô có quá khứ ám ảnh khi 60 tuổi bị mẹ bắt quỳ gói, xin người ta giảm tiền nợ. Cuộc đời của Mỹ Nhân quả thật khiến công chúng không khỏi xót xa, chạnh lòng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.